Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Nóng, máy bay chỉ huy hạt nhân ngay tận thế của Nga bất ngờ xuất hiện tại biên giới khiến Ukraine lo ngại. Trong khi đó, trước tình hình căng thẳng leo thang, thứ trưởng ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố, đừng ép chúng tôi triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu. Thực hư ra sao? Về phía Ukraine, hiện nay đang xảy ra khủng hoảng khiến một số người bắt đầu hình dung Điều gì sẽ xảy ra nếu trước kia Ukraine không từ bỏ vũ khí hạt nhân? Phải chăng từ bỏ vũ khí hạt nhân là tự phế võ công? Ở một diễn biến khác, máy bay F-15 của Mỹ đến Romania để tăng cường sự hiện diện của NATO ở khu vực Biển Đen. Nga phản ứng ra sao? Tất cả tin nóng quốc tế tối ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị trong video ngay sau đây. Máy bay chỉ huy hạt nhân của Nga khiến Ukraine lo ngại. Máy bay 296-300PU ngay tận thế của Nga, vốn được sử dụng để chỉ huy các lực lượng hạt nhân trong trường hợp xảy ra xung đột đã bất ngờ xuất hiện tại biên giới Ukraine vào chiều hôm qua. Theo nguồn tin, trong bối cảnh quân đội Nga đang tích lũy hàng trăm nghìn quân gần biên giới Ukraine, điều này đã gây ra sự hoảng loạn ở Kyiv. Được biết, chuyến bay của máy bay 296-300PU rất ngắn, Tuy nhiên, xét theo đường bay, nó có thể được mô phỏng trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang toàn diện. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chi tiết về chuyến bay này. Có thể đây chỉ là hành trình thử nghiệm. Các chuyên gia lưu ý rằng những mối lo của Kiev thường vô căn cứ. Nỗi sợ hãi đang bị phóng đại, chính quyền Kiev hoặc đang phát minh ra một cuộc tấn công vào Ukraine hoặc tin rằng Ukraine sẽ bị ném bom hạt nhân. Chuyến bay của không quân Nga thậm chí không thể bị gọi là khiêu khích vì nó diễn ra trong không phận của họ một chuyên gia cho hay. Nga tuyên bố đừng ép chúng tôi triển khai tên lửa tầm trung ở châu Âu. Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov tuyên bố đừng ép chúng tôi triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu. Theo nguồn tin dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Ryabkov, ngày 13 tháng 12, Nga cũng có thể buộc phải triển khai loại vũ khí tương tự ở châu Âu nếu NATO triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu. Ông Ryabkov nêu ra một ví dụ rằng quân đội Mỹ đã xây dựng lại bộ tư lệnh pháo binh 56 ở châu Âu vào tháng trước. Đơn vị này được thành lập vào năm 1942 và là một trong những lực lượng quan trọng của Mỹ đóng tại châu Âu trong chiến tranh lạnh. Bộ tư lệnh pháo binh 56 sau đó chịu trách nhiệm quản lý số tên lửa đạn đạo tầm trung Pershing có thể mang đầu đạn hạt nhân sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Bộ Tư lệnh Pháo binh 56 được giải tán. Về vấn đề các nước phương Tây lựa chọn từ chối làm việc với Nga để đình chỉ việc triển khai các lực lượng hạt nhân tầm trung ở châu Âu, ông Ryabkov cho rằng Nga sẽ buộc phải hành động. Vì không có tiến triển về các giải pháp chính trị và ngoại giao, Nga sẽ đáp trả theo cách quân sự. Nếu NATO và Mỹ không đáp ứng các yêu cầu của Nga về đảm bảo an ninh, nó có thể dẫn đến sự đối đầu mới và theo logic Nga cũng sẽ triển khai các loại vũ khí như vậy. Còn ở phía bên kia, theo nguồn tin, NATO đã tuyên bố rằng họ chuẩn bị sử dụng vũ khí thông thường và các vũ khí chiến lược khác để gian đe Nga và Mỹ cam kết sẽ không triển khai tên lửa mới ở châu Âu. Về vấn đề này, ông Ryabkov nhấn mạnh rằng Nga hoàn toàn thiếu tin tưởng vào NATO. Họ không thể đảm bảo sự an toàn của Nga và sẽ chỉ thực hiện các hành động có lợi cho họ khi cần thiết và Nga không có nghĩa vụ phải tuân theo. Vào năm 1987, những người đứng đầu Mỹ và Liên Xô cũ đã ký Hiệp ước Mỹ-Liên Xô về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn giữa Mỹ và Liên Xô tại Washington. Hiệp ước quy định hai nước không còn duy trì, sản xuất hoặc thử tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đối đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Tính đến năm 2018, hai bên đã phá hủy tổng cộng 2.692 tên lửa. Vào tháng 10 năm 2018, Mỹ cáo buộc Nga tái phạm các điều khoản của Hiệp ước và chính thức rút khỏi Hiệp ước vào ngày 2 tháng 2 năm 2019. Cùng ngày, Nga cũng thông báo rằng để đáp lại việc Mỹ tạm dừng các nghĩa vụ của INF, Nga đã thực hiện các biện pháp tương tự. Vào tháng 8 năm 2019, INF hoàn toàn vô hiệu. Kể từ đó đã có nhiều thông tin cho rằng Mỹ muốn triển khai tên lửa hạt nhân trên đất liền ở châu Âu và các loại vũ khí, thiết bị khác bị cấm bởi các hiệp ước trước đây. Điều này không chỉ khiến Nga bất mãn mạnh mẽ mà còn vấp phải sự phản đối của nhiều đồng minh Mỹ và châu Âu, trong đó có Đức. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhiều lần nhấn mạnh rằng NATO không có ý định triển khai các tên lửa hạt nhân trên đất liền mới ở châu Âu. Ukraine chấp nhận bỏ vũ khí hạt nhân là tự phế võ công Hiện nay Ukraine đang xảy ra khủng hoảng khiến một số người bắt đầu hình dung Điều gì sẽ xảy ra nếu trước kia Ukraine không từ bỏ vũ khí hạt nhân? Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Ukraine cũng thừa hưởng một phần sức mạnh hạt nhân của Liên Xô, với 1.272 đầu đạn hạt nhân tên lửa chiến lược, trực tiếp xếp thứ ba trong câu lạc bộ hạt nhân cùng với 2.000 vũ khí hạt nhân chiến thuật. Việc Ukraine bỗng nhiên ngồi trên kho vũ khí hạt nhân khổng lồ như vậy khiến năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đứng ngồi không yên và hiếm khi năm nước đạt được sự đồng thuận khi yêu cầu Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân như vậy. Sức ép của năm cường quốc khiến Ukraine muốn giữ một chút làm đầu phòng thân cũng không được, nên phải tính đến chuyện từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đồng thời, trước đó không lâu, Ukraine là nạn nhân của vụ tai nạn hạt nhân Chernobyl, nên người dân Ukraine cũng không mạn mà có vũ khí hạt nhân. Trong thời gian đầu, chính phủ Ukraine đã thực hiện một số công việc từ bỏ hạt nhân và chuyển toàn bộ vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Nga. Tuy nhiên, quốc hội và quân đội Ukraine dần nhận ra giá trị của vũ khí hạt nhân và từ chối loại bỏ các đầu đạn hạt nhân chiến lược. Chính quyền Ukraine lúc đó cũng từ chối thực hiện Hiệp ước do Liên Xô và Mỹ ký năm 1991 về việc tiêu hủy vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Belarus và Kazakhstan. Tuy nhiên, những người cản trở việc từ bỏ vũ khí hạt nhân này không có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân để cải thiện địa vị chính trị và kinh tế của Ukraine – mà vì sự mất lòng tin của họ đối với Nga và Mỹ. Ukraine không sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu không có văn bản nào đảm bảo về an ninh, và kiev muốn số vũ khí hạt nhân của họ có thể được đổi lấy nhiều viện trợ kinh tế hơn. Sau khi Mỹ và Nga gây sức ép với Ukraine, Ukraine đã đồng ý tiêu hủy vũ khí hạt nhân, nhưng Ukraine sẽ giữ lại 40% số vũ khí hạt nhân cho đến khi Ukraine nhận được những đảm bảo an ninh thực sự. Vào tháng 1 năm 1993, để đẩy nhanh tiến độ từ bỏ hạt nhân của Ukraine. Mỹ đã đồng ý cung cấp cho Ukraine 175 triệu USD cho việc tiêu hủy vũ khí hạt nhân và 155 triệu USD hỗ trợ kinh tế. Mỹ cũng sẽ đi đầu trong việc thiết lập các nền tảng để hỗ trợ cải cách kinh tế thị trường ở Ukraine, Belarus và các nước khác. Trong giai đoạn này, Trung Quốc cũng đưa ra các cam kết an ninh cho Ukraine. Vào cuối năm 1994, với sự trung gian của Trung Quốc và các nước khác, Ukraine đã đồng ý từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và đặt ra một thời gian biểu về lộ trình phá hủy vũ khí hạt nhân của mình. Nga, Mỹ, Anh và Ukraine đã ký bản ghi nhớ về đảm bảo an ninh Budapest để đưa ra một loại đảm bảo cho an ninh quốc gia của Ukraine. Bây giờ hiệp ước này chỉ có giá trị như một tờ giấy vụn. Đầu tiên Ukraine đã vận chuyển tất cả các đầu đạn hạt nhân cho nước Nga trước năm 1999 một phần uranium được làm giàu cao trong các đầu đạn hạt nhân này sẽ được chuyển đến Mỹ. Sau khi số đầu đạn hạt nhân của Ukraine được đưa đến Mỹ, chúng được chuyển đổi thành các thanh nhiên liệu hạt nhân và bán cho các nhà máy điện hạt nhân. Ukraine đã nhận được 1 tỷ USD bán các đầu đạn hạt nhân này. Các tên lửa nhiên liệu rắn ở Ukraine sẽ được kích nổ và các tên lửa nhiên liệu lỏng sẽ bị cắt vụn để đảm bảo rằng không có khả năng sửa chữa hoặc tái sử dụng. Các kim loại quý trên tên lửa sẽ được tái chế còn chất thải hạt nhân sẽ được thu gom và chôn sâu. Theo thỏa thuận quốc tế, các giếng phóng tên lửa hạt nhân sẽ bị đặt thuốc nổ phá hủy phần ngầm từ 6 đến 8 mét. Máy bay F15 của Mỹ đến Romania để tăng cường sự hiện diện của NATO ở khu vực biển Đen. Các máy bay chiến đấu F15 của Mỹ đã hạ cánh hôm nay tại căn cứ không quân ở thành phố Campia Turzi ở Romania. Không quân Italia, Romania và Hoa Kỳ sẽ thực hiện các chuyến bay chung để bảo vệ không phận các nước đồng minh NATO. Việc triển khai kế hoạch này là nhằm đảm bảo sự hiện diện trên không của các đồng minh trong khu vực Biển Đen. Thông báo trên trang web của Bộ Chỉ huy Không quân Liên minh cho biết, lưu ý rằng máy bay Mỹ và máy bay chiến đấu Eurofighter của Ý sẽ bay cùng không phận Romania từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 12. Trong những năm gần đây, Nga cho biết NATO có cường độ hoạt động chưa từng có dọc theo biên giới phía tây của họ. NATO đang mở rộng các sáng kiến và gọi đó là để ngăn chặn hành động xâm lược của Nga. Moscow đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc liên minh tăng cường lực lượng ở châu Âu. Thư ký báo chí của tổng thống Nga, Dmitry Peskov, trước đó cho biết Nga không đe dọa bất kỳ ai nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có thể gây nguy hiểm cho lợi ích của mình.